thứ bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái skateboard rồi số 1 của mình. Đây là cái skateboard đầu tiên mình mua ở LA, California, LA. Như là mình mua cái real skateboard của hãng Vans. Hãng Vans rất là đẹp nha các bạn. Mình em chơi hơn cả tháng trời rồi. Thì mình chơi mình rất thích cái bán này. Như là nó skip gì. Mình còn có mua đồ bảo hộ nữa. Mua đồ bảo hộ. Cái nón này mình mua hơn mấy chục đồng nữa. Mắc lắm nha các bạn. Rồi đó, mình mua đồ bảo hộ. Rồi vậy. Để skip thứ nhất, mà mỗi skateboard mình sẽ cho một từng video mình nói về cái skip. Thì chơi skateboard đó nó có nhiều loại ưu điểm bạn. Nó tập chân cho bạn rồi nó làm cho bạn thư thái như khi bạn chạy rồi bạn làm gì đó giống như là chỉ có gì giống như là hay lắm, giống như là mình lướt rồi mình bay nhảy rất là hay, giống như feeling hay lắm. Đây đây là cái video đầu, video number one skateboard number one. Mình sẽ từng skateboard mình nói về câu chuyện của nó. Câu chuyện này là mình đi cái, đây là cái skateboard đầu tiên của mình đấy, giống như cái ván trượt. Như lúc đầu mình tưởng là cái chân nít, nhưng mà sau á mình thấy skateboard nó cũng giống như nhau. Mình còn có cái thua nữa, đây là cái thua của tháo ra dặn bên đây, dặn cái tua này đi rồi dặn bên đây, có cái tua nữa nha bạn, mình cũng có tua nữa. Nói chung là skip bộ mua cái này mình thích lắm nè. Thì đó, đây là một cái skip rất là hay. Mình có rất nhiều kỷ niệm với lại cái skip này. Thì mình sẽ từng skip mình nói vậy chừng khoảng 5 phút thôi, chừng 5 đến 3 phút thôi, thì 3-5 phút chứ, để nói về skip, để giống như là đây là khởi đầu giống như vậy. Còn những cái lần sau mình sẽ giống như là quay giống như quay trượt ván ở ngoài ngoài mình cũng khô, bây giờ mình chưa có đầu tư cái GoPro. Mình sẽ đầu tư cái GoPro gắn lên xe, gắn lên mũ, gắn lên skateboard để chơi. Mình nằm trong cái mảng này, mình sẽ cố gắng đầu tư vô đi chơi tùm lum la để những bạn đồ để bạn mình thấy mình chơi vui vẻ. Rồi mình chơi skate mình cũng có xe đạp nữa bạn. Mình cũng sẽ review cái xe đạp của mình nữa. Nhưng mà bây giờ mình review cái này trước đã. Thì nói chung là skateboard số 1 này thì cũng không có gì đặc biệt đâu. Giống như thì cho lướt dáng rồi skip rồi nhảy nhảy vậy nè, nhảy cũng hay lắm. Thì đó. Skateboard này chắc cũng vậy thôi. Mình này nghĩ không có gì mới, nhưng mà mình tưởng từng skateboard mình sẽ nói về giống như là những cái đặc ưu điểm của nó. Với cái skate này bạn có thể bay, mình có thể flip, giống như là mình có cái skate như flip như nó giống như cái này là của test deck skip nhá. Như bạn sẽ bay 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 giống như là mình gọi là sao ta, mình fly nghĩa là trên trên mọi thứ luôn như đó. Thì nó cái đối skip như là skip này hai cái giống nhau, mỗi skip này sẽ được chơi, còn skip này skip thiệt thì mình cũng thấy thích. Như là cái này như là cũng nít
Còn cái này là để mình bay, mình có thể mình chơi được. Mình lưu ý những đứa trẻ mà giống như chơi skateboard rất là ngầu luôn các bạn, mình thích lắm. Thì mình chơi chung, mình không có chơi chung, nhưng mà mình sẽ một ngày đó mình chơi chung với tụi skateboard, như là hỏi nói chuyện với nhau rồi chỉ cách nhau để skate. Nói chung là cũng hay lắm. Cái skateboard này thì mình có tên là nó Mai Vĩnh Định Nguyễn Sài Gòn, mình ở Sài Gòn gì đó nam. Nhưng còn cái này thì đạo của mình không nói tới, nhưng mà cái này thì đó city đồ mình khắc lên đồ để cho mình giống như có ai có quên đó. Cái skateboard này người ta cũng biết mình, người ta biết tên của mình, người ta biết chữ lại mình nói vậy thôi, chứ thực sự mất rồi mất luôn. Thì bên đây mà bạn biết mẹ bay mà nó lấy hàng trăm trộm lắm. Thì thôi, cảm ơn các bạn. Thì cái video này cũng tạm dừng ở đây. Chúc cái nhớ bạn, các bạn nhớ subscribe kênh của mình. Bye bye.